Hello, xin chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại giờ là mình đang có mặt trên đường này gọi là đường rừng sát nè các bạn. Đường rừng sát này là bắt đầu từ phà Bình Khánh mà nó chạy dài về tới biển Cần Thạnh đó các bạn. Biển Cần Thạnh, biển Cần Giờ á. Cái đoạn mình đứng đây là ngay cái cầu này gọi là cầu Lôi Giang. Cầu này cách phà Bình Khánh khoảng 10 cây số các bạn. Ở đây là cũng mới bắt đầu vô cái bìa rừng sát thôi. Mình còn đi thêm nữa nó mới vô gọi là trung tâm của rừng sát. Này trên này mình nhìn xuống nó nhìn tích xa trong kia đó là rừng sát không nha các bạn. Trong đó là như không có người ở luôn á. Đây cái hướng này là hướng về Cần Giờ á, hướng về biển Cần Thạnh á. Còn phía sau lưng mình là hướng về phà Bình Khánh. Ở trong Sài Gòn trời nóng nực quá, đi ra đây mát mẻ lắm các bạn ơi. Cái không khí của rừng làm cho nó mát mẻ nhiều lắm. Nhiệt độ đây so với trong Sài Gòn giảm ít nhất phải 2-3 độ. Công nhận em nhìn thấy rừng sát bạc ngàn luôn. Cái này gọi là rừng đước các bạn. Cây này như cây đước á. Mấy người dân ở địa phương đây là người ta vô trong rừng sâu, rừng đước này, người ta đi bắt cua rồi, cua biển nhiều lắm đó các bạn. Người nào mà xuyên xuyên đi sâu, càng sâu vô, ít có cái bước chân người mà lui tới là kiếm được nhiều cua lắm. Còn nếu mà đi ở gian rừng thì nhiều người ta đi tới đi lui riết rồi cũng không có cua để bắt. Mình có thể đi Vũng Tàu bằng con đường Cần Giờ này được đó nha các bạn. Đi men theo cái con đường rừng sát này mình đi về tới biển Cần Thạnh là nó có một cái bến tàu. Mình lên bến tàu đó, lên tàu là đi thẳng qua bên Vũng Tàu luôn ạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiếp tục đi trở về Sài Gòn. Giờ này cũng chiều rồi, cỡ 3 giờ mấy rồi đó các bạn. Vô tới đây là hết rừng sát rồi các bạn. Vô tới đây là bắt đầu vô khu dân cư rồi. Cảnh hết đẹp rồi. Từ đây mà chạy về tới nhà mình chắc cỡ tiếng đồng hồ á. Cộng thêm qua phà nữa chắc tiếng mấy. Đây là thuộc xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
mình tập trung chạy xe tốc độ hơi cao nha các bạn, không có ngắm cảnh như đoạn đi bận đi được. Bình Khánh còn 7 cây số nữa. Trời, nãy giờ mình tưởng chắc 1-2 cây số. Giờ mới coi lại là 7 cây số nữa mới tới phà Bình Khánh. Chiếc xe này hôm gài mình đậu khoảng cả tháng trời mình không có chạy. Đêm qua mà chuẩn bị cho ngày hôm nay mình đi nè. Đêm ra qua nổ máy, nó không nổ máy hết bình. Cũng nên mình vòng hồi nó còn một miếng điện cuối cùng coi như là để nổ. Lúc đó mình xách xe chạy vòng cho nó sạc bình trở lại. Nhân xe đậu lâu quá riết kiểu này riết hư bình hết trơn. Còn 2 km nữa là về tới phà Bình Khánh để mình thay pin, mình chuẩn bị máy móc chu đáo rồi bắt đầu quay cái đoạn qua phà nha. Nhận đi trời nắng nóng này kiểu này máy nó hay bị chết nữa chừng, nóng quá là tự động nó cắt. Chậm 1 giây hơn gây tai nạn. Tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông. Rồi về tới đây là phà Bình Khánh nè các bạn. Này
này xe đông đông này chắc tới là đi luôn á, không có phải mắc chờ đợi. Trời nó nắng hầm mà nhét vô trong này y như vô cái lò bát quái luôn. Cũng may là đợi không có lâu, nãy giờ ngừng lại chắc khoảng chừng không tới 5 phút. Rồi mình vừa xuống tới là bắt đầu phà chuẩn bị xuất bến luôn à. Bận đi cũng nhanh, bận về cũng nhanh, không có phải mắc chờ đợi lâu. Những tàu bắt đầu chuẩn bị tăng tốc, nước cuồn cuộn luôn các bạn. Rồi tàu chính thức rời bến nha. Mình lên trên lầu quay xuống cho các bạn xem. We'll be right back.
xe đông quá trời đông luôn. Nhìn nước tung bọt trắng xóa luôn các bạn, chạy tốc độ cũng ghê ha. Đây là mình nhìn về phía bờ bên kia là bờ Cần Giờ các bạn. Rồi giờ là phà bắt đầu qua tới bờ bên đây là bờ huyện Nhà Bè nha các bạn. Này là đường về Sài Gòn. Bắt đầu lên tới đây là bắt đầu mình vô cái đường Quỳnh Tấn Phát. Quỳnh Tấn Phát thuộc huyện Nhà Bè, đi một đoạn nữa bắt đầu Quỳnh Tấn Phát của đoạn quận 7. Chúc quý khách đường lộ bình an. Vô tới Sài Gòn là bắt đầu nóng quá trời nóng rồi các bạn ơi. Khác hẳn rồi lúc mà mình chạy bên Cần Giờ nha. Qua tới đây là nhiệt độ tăng lên thấy rõ luôn. Rồi tới đây mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ để động viên tinh thần mình nha các bạn. Rồi, xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye.